Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, một khối không khí lạnh mới lại tăng cường xuống nước ta, tăng cường lệch đông. Trong hôm nay, các tỉnh phía đông Bắc Bộ tái xuất hiện những cơn mưa nhỏ, nền nhiệt giảm trở lại ở mức thấp từ 14 cho tới 16 độ tại khu vực vùng núi và từ 17 cho tới 18 độ tại khu vực đồng bằng. Rét hại xảy ra ở vùng núi và trung du, rét đậm ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội. Với các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía tây Bắc Bộ, ảnh hưởng của không khí lạnh không nhiều, nên trời nhiều mây, lác đác mưa vài nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ 20 cho tới 23 độ. Dự báo đợt rét này sẽ còn kéo dài đến ngày 11 tháng 2. Không khí lạnh cũng đã bắt đầu tác động đến các tỉnh phía Bắc Trung Bộ, nên trong hôm nay và ngày mai, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng tăng mưa trở lại. Nền nhiệt cũng giảm xuống thấp nhất từ 14 cho tới 15 độ, và ban ngày nhiệt độ tăng lên mức từ 19 cho tới 20 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của đơn thuần của gió Đông Bắc, nên chiều tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 27 độ. Còn các tỉnh từ Bình Định tới Bình Thuận phổ biến là không mưa, ngày có nắng, với nhiệt độ cao nhất vẫn cao từ 27 cho tới 30 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay được dự báo sẽ có mưa rải rác ở các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ, cũng như các tỉnh phía Nam của khu vực Tây Nguyên. Sang tới ngày mai, trên cả hai khu vực tiếp tục có nắng, nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ, còn tại Nam Bộ có mức nhiệt là từ 31 tới 34 độ.